Ok, hai các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Roy Long Fitness. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề là làm sao để mà chạy bộ hay là thiết kế một cái lịch tập chạy như thế nào để đốt được cái lượng calo lớn. Bởi vì phần lớn mọi người đều nghĩ là mình tới phòng tập mình chạy bộ nửa tiếng, một tiếng, các bạn nhìn cái con số trên máy, các bạn nghĩ là các bạn đốt được lượng calo nhiều, nhưng mà thật sự bạn không đốt được đủ nhiều để cơ thể trở nên săn chắc, gọn gàng hay là tiêu thụ lượng calo lớn. Rồi, đầu tiên thì mình nói luôn, đây là một cái bảng tính Excel. Mình đã tính toán tập hợp các số liệu của các nhà khoa học trên máy tính để tính ra một cách tương đối chính xác, tương đối thôi nha, nhưng mà chính xác tuyệt đối là biết được bạn chạy bao nhiêu calo, hao bao nhiêu calo một buổi, là các bạn phải có cỡ chục nhà khoa học xung quanh gắn hàng tá thiết bị lên người bạn mới đo được. Nhưng mà cái này chính xác hơn cái máy chạy bộ, và nó có nhiều cách để nó tính ra cái quãng đường thời gian để mà bạn tập luyện. Rồi, tại sao mình nói cái máy chạy bộ nó tính cái lượng calo của bạn ấy phần lớn nó sai? Bởi vì mình đã từng thử, và bạn có thể thử ngay lập tức. Bạn nặng 50kg, bạn kiếm một anh bạn 80kg, hai người cùng bắt đầu khởi động máy chạy bộ, cùng chạy một quãng đường như nhau khoảng 500m, cùng chạy với cùng tốc độ. Một lát sau đo lại, hai máy hiển thị cùng một số calo tiêu hao như nhau. Điều đó sai, không đúng. Bởi vì bạn suy luận đây, một người nặng 80kg, người đó chạy như bạn, người ta phải hao calo nhiều hơn bạn nhé. Tại họ nặng hơn mà, họ phải tải được một cái khối lượng cơ thể lớn hơn. Rồi, cái yếu tố thứ hai để mà bạn đốt được lượng calo nhiều hơn thì bạn phải chạy ngắt quãng, chạy tăng tốc và dừng, chạy tăng tốc và dừng. Nó sẽ giống như là cái biểu đồ như thế này. Đây, ở đây là chạy bền 3 km, bạn sẽ có một cái quãng đường chuyển động như thế này. Còn đây là chạy 2 km, ngắt quãng tăng tốc lên cao, ngắt quãng tăng tốc lên cao. Bạn lấy cái thước dây ra, bạn đo cái đường đồ thị này, nó dài hơn đường đồ thị này rất là nhiều. Điều này á, quy tắc trong vật lý, trong toán học đều bạn có thể chứng minh được vấn đề này. Ví dụ như bạn có một cái xe máy đi, mình chạy từ đây, từ quận 2 sang quận 7 cùng một quãng đường. Bạn chạy bền ở 40-50 km/h, bạn hao 1 lít xăng chẳng hạn như vậy ha. Nhưng mà nếu mà bạn chạy thiệt là nhanh lên 80 km/h, trong trường hợp là không có công an bắt bạn rồi sau bạn dừng lại, bạn nghỉ một phút, rồi bạn lại chạy 80 km/h, là bạn dừng lại, bạn cứ chạy kiểu đó đến khi mà bạn tới được một cái quãng đường từ quận 2 qua quận 7, đảm bảo bạn sẽ hao hơn nhiều xăng hơn cái con số 1 lít rất là nhiều luôn. Rồi, cơ thể của bạn nó cũng giống như vậy, nghĩa là bạn muốn đốt được lượng calo lớn, bạn phải nên chọn cái chế độ là cường độ cao, ngắt quãng cùng chạy. Rồi, ok, hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái biểu đồ so sánh, một cái bảng bài tập so sánh. Đây là một cái file thì mình đã lập trình rất là kỹ và tính toán rất là kỹ những cái file này. File này không free và không phổ biến cộng đồng, chỉ dành cho cộng đồng những người tập luyện trong chương trình gói tập luyện huấn luyện online hoặc là các khách hàng của mình. Khi các bạn đăng ký gói tập với huấn luyện viên Ryan, bạn sẽ có một tài khoản Gmail. Bạn sẽ dùng cái tài khoản này để sử dụng cái ứng dụng này trên website. Còn nếu bạn không có, bạn vô website bạn sẽ không thấy nó. Ok, cái này thì mình sẽ sắp sửa phát hành trên đó. Nó rất là hay để các bạn tính toán. Đây, zoom vô cho các bạn xem. Bây giờ chúng ta sẽ làm một bài toán đơn giản. Đó là cái đáp án A, cái option A, thì các bạn sẽ chạy với vận tốc 6 km/h 3 lần 500m, tức là 1,5 cây. Thì các bạn sẽ có, đây mình zoom vào nha, rồi mình sẽ biến mất khỏi khung hình để các bạn thấy rõ hơn. Đó, ok, các bạn thấy chưa? Đầu tiên, ở đây cái ô này là cái ô trọng lượng. Ở đây mình đang để mặc định một cái trọng lượng của phụ nữ, đó là 50kg. Ô này nó đều là quay, tại vì cái này dùng chung phương trình với các bài tập có khối lượng. Ở đây là cái mức tập luyện, nó là 6 km/h, đơn vị là km/h nha. Rep số lần thực hiện, chạy bền thì nó không tính số lần mà nó tính mét. Bạn chạy một quãng đường nó là 500m, còn rest đây là thời gian nghỉ 60 giây. Rồi, ok, chúng ta bỏ qua cái bài tập này cấp độ máy đi, chúng ta quan tâm tới lượng calo ở đây. Rồi, công thức này sẽ không được hiển thị ở calo, nó là 56 calo. Đây là một cách tính rất là chính xác, tại vì khi mà bạn chạy một tiếng đồng hồ chạy bộ bằng hao cỡ 100 calo, và với vận tốc đi bộ bền chạy 500m bằng chạy 1,5 cây. Một cái phép tính đơn giản là V bằng S chia T, thì bạn nhân ra bạn sẽ có một cái khoảng thời gian để hoàn thành bài tập này là 18 phút. Tức là với 18 phút bạn chạy liên tục như vậy, bạn chỉ nghỉ 60 giây giữa các hiệp tập, bạn đốt được 56 calo. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng tăng tốc một cái quãng đường ngắn hơn. Đây, mình gây ra giấy luôn nha.
6 nhân 3 nhân 5, 6 nè nhân 500 nhân 3 lần bằng 1,5 km thì bạn hao là 56 calo đúng không? Bạn mất 18 phút. Rồi, bây giờ tại sao làm sao để xác định để biết được tốc độ nào là đi, tốc độ nào là chạy? Thì với một cái chiều cao bình quân của người Việt Nam mình á, là cỡ 1m55 đến 1m65, cái tốc độ bạn đi á, là cái tốc độ bình quân cỡ từ 4 đến 6 km/h mới là đi, bộ 5 đến 6 là đi hơi nhanh thôi, lên tới 8 mới gọi là đi nhanh, còn khi lên tới 10 tới 12 bạn mới gọi là chạy. Có nhiều người nói với mình: anh ơi, xem tới phòng tập em tập gym mỗi ngày luôn, em chạy bộ nửa tiếng, có khi em chạy một tiếng đồng hồ luôn mà em chạy một tiếng đồng hồ nhưng mà em chạy có 2 km, đó là điều vô lý. Tại nếu mà tốc độ của bạn là gọi là chạy thì một tiếng đồng hồ cái số km của bạn nó phải lên tới cả chục km chứ không thể nào là 2 km. Bạn kêu chạy một tiếng đồng hồ mà được có 2 km nghĩa là bạn đi nhiều hơn bạn chạy, và thời gian bạn nghỉ nó nhiều hơn bạn đi. Rồi, xác định cái điều này rất là rõ nha. Cái quan điểm là bạn đừng bị một cái khái niệm nhầm. Đôi khi bạn nhầm cái khái niệm đó thì bạn nghĩ là bạn tập được nhiều. Bạn tới phòng tập, bạn tập một tiếng, mà nửa tiếng mà hết 45 phút bạn ôm cái máy chạy bộ rồi. Có thậm chí nhiều người giảm xuống 4 km/h. Đó, 4 km/h nè, bạn thấy không? Bạn chạy tốc độ là 6 km/h. Với 3 hiệp tranh 1 km thì bạn mất 18 phút, mà bạn giảm xuống 4 km/h trong 1 cây rưỡi. Đi bộ bạn hết 26 phút đồng hồ, quá mất thời gian luôn. Ok, rút ngắn cái thời gian tới phòng tập giùm tôi cái. Rồi, ok, chạy nè. Bây giờ nếu mà chạy lên 12 thì sao? Với chạy lên 12 thì mình cho bạn chạy cỡ 200m thôi nha. Rồi, không, chúng ta sẽ chọn một quãng đường là cỡ 350m đi. 350m nghĩa là 3 lần nó rơi vào khoảng gần 1 cây. À, bạn có 333 luôn đi, 333 nhân 3 là đúng 1 cây km. À, đúng 1 km luôn á, bạn chạy ở tốc độ 12. Rồi, ở đây bạn sẽ thấy cái sự ngạc nhiên là bạn thấy không? Cùng một cái năng lượng calo, cùng một cái trọng lượng cân nặng chứ. Sorry, bạn vẫn nặng 50kg, nhưng khi nãy ở cái hiệp 1 bạn chạy là bạn đi bộ nhanh là 6 km/h, bạn hao nó là 500m nhân với bạn hao nó là 500m nhân bạn đi chạy bộ 6 km/h nhân với 500m nhân 3 lần là bạn tổng cộng bạn tốn 1,5 km và 18 phút, mà bạn chỉ hao 56 calo. Nhưng mà khi mà bạn chạy bộ nhanh, bạn chạy tốc độ 12 km/h và chạy 333m nhân 3 lần là tổng cộng là bạn chạy mới có 1 km à, bạn tốn mất có 8 phút à, nhưng mà mức calo của bạn hao lên tới 150 calo. Như vậy thì cái nào lợi hơn? Bạn biết được rồi đúng không? Giữa một bên là bạn tốn gần nửa tiếng, bạn tốn 20 phút, bạn đốt được có 60 calo. Một bên bạn tốn 8 phút để bạn đốt 150 calo. Cái đó là cái bản chất lý do của việc là cùng nhau đi tập gym, mà tại sao người tập hiệu quả, người giảm mỡ được, người không giảm mỡ được, mặc dù số ngày tập là như nhau, số buổi tập là như nhau, số thời gian đến và ở trong phòng gym nó là như nhau. Cái bản chất vấn đề là bạn tập cái gì, bạn tập như thế nào, chứ không phải là bạn tập trong thời gian bao lâu để mà giảm được cái lượng mỡ thừa tiêu hao trong cơ thể của bạn. Ok, rồi, chúng ta làm một cái phép tính nó khó hơn nữa. Bây giờ bạn sẽ không chạy một quãng tốc độ 12 mà bạn với 330m. Bây giờ bạn chạy chỉ lên cỡ 100, bạn chạy tốc độ 15 luôn, là bạn chạy cắm đầu luôn á. Cái này lơ tơ mơ là bạn dập mặt liền. Bởi vì cái với tốc độ 15 thì bạn, cái sự tập trung của bạn về cái dây thần kinh, khối cơ chân, tay chân, cơ bụng, nó tác động rất là nhiều trong một khoảng khắc. Mà bạn chạy một quãng đường cỡ 200m thôi. Đó, 15 nè, nhân 200m nè, nhân 3 lần nè. Vẫn nghỉ 1 phút giữa các hiệp tập nha các bạn. Thì các bạn chạy như gì? Nghĩa là các bạn chạy cái quãng đường tổng cộng là có 600m thôi nè, thấy không? 200 nhân 3 là 600m. Và các bạn hao một cái lượng calo là 140 calo. Bạn tốn thời gian cả 5 phút à. Nghĩa là nó còn ít hơn cái option B vừa rồi. Option B vừa rồi là bạn chạy tốc độ 12, 333 nhân 3 là bằng 1 km. Với 8 phút bằng hao 150 calo. Bây giờ bạn chạy có 600m, nhưng mà trong thời gian ngắn hơn là 5 phút mà bạn hao đến 140 calo, tức là tương đương với kia hao 150, cái này bạn hao 140, nhưng mà bạn tốn thời gian có 2/3 của nó thôi, 5 phút so với 8 phút. Rồi, tại sao khi cơ thể của bạn chạy nhanh, bạn đốt được calo nhiều hơn? Nó giống như quy luật của một chiếc xe máy hay một chiếc xe hơi. Khi mà bạn gia tăng một tốc độ lớn hơn, cơ thể của bạn nó gia tăng nhiệt. Nó gia tăng nhiệt để nó sử dụng đồng bộ hóa trong cùng một thời điểm tất cả các khối nhóm cơ cho việc chạy.
nghĩa là nó tác động và làm cho cơ thể của bạn săn chắc toàn bộ ở mông, đùi, vai, tay, bụng, toàn bộ cái nhóm cơ đó nó phải cùng hoạt động cùng một lúc, thì nó sẽ hao một cái lượng năng lượng lớn hơn việc bạn thả lỏng nó hay là bạn không dùng hết công suất của nó. Nó giống như cái xe vậy đó, bạn hiểu ý mình không? Và thêm nữa, khi mà bạn đạt tới một cái tốc độ cao hơn, những dưỡng chất trong cơ thể của bạn nó phải sử dụng nhiều hơn, tim nè, phổi nè, tim nó bơm máu nhanh hơn, phổi nó phải hô hấp nhanh hơn, và như vậy nó sẽ sử dụng cái năng lượng thừa, cái dưỡng chất thừa tích tụ trong cơ thể của bạn nhiều hơn cái mức mà bạn giữ ở mức chạy bền. Cái mức ở giữa mức chạy bền, khi mà bạn chạy bền nó ở một ngưỡng nào đó nó sẽ tái tạo lại rất là nhanh. Và một điều nữa là khi mà bạn chạy nước rút, chạy cao đi, nó sẽ có nhiều vấn đề, đó là cái khối cơ của bạn nó được nó cái, bạn có đồng ý không, cái chân nè đó, bây giờ chúng ta có đây là có mặt phẳng, bạn chạy bền thì cái chân bạn nó là gì, nó không có dạng hết cơ ra và nó không có tạo áp lực. Nhưng khi bạn chạy nhanh á, cái chân của bạn nó phải sải như thế này, sải sải sải. Bây giờ bạn lấy ngón tay đi, bạn làm nè, bạn sẽ thấy cái sự khác biệt của cơ, thì cái cơ chân của bạn nó cũng chạy gì, nó làm gì nè, bạn làm gì đảm bảo bạn làm một phút bạn không mệt, hoặc là bạn chạy chậm hơn gì đó, thử coi một phút bạn mệt không, chắc chắn không mệt. Rồi tăng tốc lên này nè, 10 km/h nè đó, cái sải chân nó phải sải gì, bắt đầu thấy mỏi hơn đúng không, rồi thả lỏng nè, nó bớt mỏi một chút, cơ tay nó nhanh phục hồi lắm. Rồi bây giờ 15 km/h nha, mở đâu phải là cái ngón tay nó phải đẩy một cái lực rất là mạnh, nó sẽ tác động vào khối cơ mông đùi ha, ngón tay tác động vào khối cơ mông đùi, đây mình đang minh họa là hai chân của bạn mà, khối tác động vào khối cơ mông đùi, cơ bụng, bạn sẽ mỏi luôn đó. Chạy thử chạy nhanh vậy coi đó, tầm 10 giây là bạn bắt đầu bạn mỏi rồi. Còn nếu mà chạy gì là gì, làm tới nữa 20 phút cũng chưa mỏi nữa. Ok rồi đó, cái quy tắc cơ thể bạn nói như vậy đó, nghĩa là sao, hãy xây dựng một lịch tập như vừa rồi mình ví dụ 3 hiệp cường độ cao ngắt quãng. Bây giờ bạn thử bạn chạy 15 mà bạn nhân cho 6 hiệp là bạn đốt 15 200m nhân 3 thì bạn đốt 280 calo, mà bạn chỉ tốn thời gian ở đây vỏn vẹn có 10 phút à, nó quá tiết kiệm thời gian cho bạn luôn, với điều kiện là bạn phải ráng bạn chạy nổi. Ok, như vậy nó quay trở lại một vấn đề, đó là với mà người mới tập bạn sẽ không thể chạy nhanh được, vậy bạn sẽ làm bằng cách gì? Dễ thôi, bạn viết ra một cái lịch tập, ngày hôm nay bạn chạy 10 km/h quãng đường 300m, nghỉ 1 phút giữa các hiệp. Ngày mai bạn chạy 10 và bạn nhân cho 5 hiệp. Ngày mai bạn chạy 10.5 km/h, nghĩa bạn tăng từ từ thôi, chứ bạn không có nào mỗi ngày mà bạn tăng 2 km/h về tốc độ. Điều đó cơ thể của bạn nó quá tải và nó không chịu được. Bạn sẽ mau nản, bạn thất bại sau cái mục tiêu giảm mỡ và săn chắc cơ thể của bạn. Bạn hiểu không? Tại vì nhiều người hỏi mình là nữ, thậm chí là nam, mà sẽ không thể nào bạn chạy nhanh tới mức độ đó. Tại vì thứ nhất là bạn không rèn luyện, thứ hai là để bạn chạy nhanh được bạn phải có sự rèn luyện gia tăng từ từ, và đó là cái lịch trình hợp lý cho bạn gia tăng từ từ. Trong nào một bước mà nhảy lên mây được, bạn không phải là vận động viên chuyên nghiệp hay đã từng trải qua đào tạo, bạn là người bình thường, bạn phải gia tăng cái vận lốc từ từ nhá, gia tăng cường độ lên từ từ. Rồi chúng ta đi thêm một vấn đề, đó là cái cách tập này nó phù hợp đối với ai và với đối tượng như thế nào. Một, đầu tiên là khi bạn chạy bền hoặc bạn chạy nước rút, chạy nhanh, bạn đòi hỏi những điều sau. Một đó là bạn đang trong trạng thái khỏe mạnh, tốt, bình thường, không bị chấn thương và thắt lưng và khớp gối. Còn nếu mà bạn bị chấn thương và thắt lưng khớp gối, bạn đừng alo cho mình, đừng tìm mình, bạn tìm bác sĩ giùm đi. Nhiều người hỏi mình em bị đau khớp gối, làm sao để có thể chạy được, cái đó bạn đi hỏi bác sĩ nha. Mình không phải là bác sĩ, mình không rành về việc đó. Thì trong trạng thái mà bạn bị chấn thương thì tốt nhất là bạn nên có những cái bài tập phù hợp và bác sĩ biết được điều đó, mình không biết được điều đó. Ok rồi, cái vấn đề thứ hai là cái tuổi tác. Ví dụ với một cô gái 20 tuổi, họ thường xuyên vận động không, ok, ở đây chúng ta có hai cái vấn đề, hai cái ví dụ đi, một người 20 tuổi, một người 40 tuổi, kể cả nữ và nam. Thì cái người 20 tuổi chắc chắn họ chưa trải qua quá trình lão hóa nhiều như người 40 tuổi, họ khỏe hơn, cơ bắp của họ dai hơn, phục hồi nhanh hơn, cái độ bào mòn về sụn khớp ở khớp gối của họ ít hơn, họ có thể chạy được thoải mái. Nhưng mà sao? Tại vì nếu vậy thì với người trẻ, bạn đã bắt đầu với việc chạy cường độ cao nhanh hơn. Còn tùy theo tuổi tác của bạn, bạn sẽ giảm dần cái tốc độ đó. Nhưng mà tổng cái lượng calo bạn giảm dần, nhưng mà bạn chạy nhiều hơn một xíu.
À, chạy nhiều hơn không có nghĩa là mình khuyên các bạn quay về cái tốc độ đi bộ nha. Tại khi mà bạn chạy ở tốc độ mời nó rồi đó, giống như con ngón tay vậy nè, nó làm gì hoài, sao bao giờ bạn mới đốt được cái lượng calo nhiều, đúng không? Bạn phải chạy ở một tốc độ mà tương đối gọi là chạy, đúng nghĩa là chạy nha. Chạy là phải từ 12 km/h trở lên nha. Kêu lên máy chạy bộ, chạy đi, bấm 6 ôm cái máy nửa tiếng đồng hồ mà nó đốt không có bao nhiêu calo hết. Bạn đang làm một việc rất mất thời gian và bạn gia tăng sức ì cũng như là mau hư cái máy, nên chủ phòng đài sẽ rất khó chịu với bạn. Ok, khuyên bạn chạy đi. Rồi, cái tuổi tác nó quan trọng như vậy đó, nghĩa là bạn phải lựa chọn cái sự phù hợp đối với tuổi tác của bạn, đối với thể trạng của bạn. Làm sao để biết nó phù hợp? Bạn chỉ có thể là ghi chép lại thôi, hoặc một cách đơn giản là mua một cái máy đo nhịp tim ấy. Nó sẽ có một cái công thức tính nhịp tim tối đa và tối thiểu. Khi nào mình sẽ làm một video clip về vấn đề này. Rồi, ghi lại thể trạng mỗi người khác nhau. Cùng một ở độ tuổi 20, một người siêng vận động với một người lười vận động nó khác. Một người siêng vận động, bạn có thể nhào vô, bạn chạy lươn và chạy liền sau khi bạn đã khởi động, và bạn sẽ nhanh chóng thích nghi cũng như cơ thể của bạn đủ gọn gàng săn chắc để bạn có thể bắt đầu chạy. Ở một người 20 tuổi nó nặng mà 50 kg, đối với nữ một người 20 tuổi nó nặng 70 kg, nó chạy khác nhau nha. Bạn không có nào bắt người mới vô 70 kg mà vô mà chạy nó rút cỡ này được, họ sẽ rất là nhanh mệt. Cái chỉ số BMI của bạn á, nếu mà bạn chỉ số BMI của bạn ở mức gọi là béo phì 25, bạn sẽ phải bắt đầu với những bài chạy bền nhẹ đó. Đó là option mà 6 × 3 × 500. Rồi tiếp theo, cái tuần tiếp theo bắt đầu tăng lên là 8 × 3 × 400, rồi tăng lên là 9 × 3 × 350, tăng lên 10 × 3 × 200, rồi mới tăng lên là 12 × 400 × 3, và sẽ gia tăng từ từ cái đó lên. Đó là tùy theo trọng lượng của bạn. Bạn phải đầu tiên, nếu mà bạn quá mập, BMI của bạn quá cao ở mức 25, bạn phải chạy ở mức chắc chắn là bạn sẽ phải chạy bền trước. Nghĩa là cái không phải là cái bài chạy bền nó không phù hợp và nó không tốt, mà là nó phù hợp với những người mà cái thể trọng của bạn nó quá nặng đi. Ở đây ví dụ như là bạn ấy nặng 80 kg đi đó, nó ra hai mức khác nhau nha. Một người nặng 50 kg chạy 3 hiệp 15 x 200m tốn 140 calo, nhưng mà một người nặng 80 kg chạy 3 hiệp tốc 15 x 200m hao tới 225 calo, nghĩa là hao sức rất là lớn. Đồng nghĩa với việc là cơ thể của bạn á chưa hẳn và chưa chắc nó có thể thích nghi được. Bạn cần phải bắt đầu với cái tốc độ chậm và tăng dần lên nếu mà cái BMI của bạn quá cao. Tuy nhiên, đối với thậm chí người ốm đi, BMI của bạn ở mức gọi là bình thường và thấp, đối với nữ cỡ 20, đối với nam nó cỡ 22, thì bạn cũng phải nên ghi chép lại coi cái ngưỡng giới hạn của mình nó ở mức nào. Cái một cái thực tế là các bạn đi tập, các bạn không có những, các bạn mang sổ sách để các bạn ghi chép, các bạn gặp cái sai lầm ngay từ việc đó. Tại vì các bạn sẽ không biết được là hôm nay bạn kêu hôm nay em cũng chạy bộ nửa tiếng, ngày mai em cũng chạy bộ nửa tiếng, tuần tới em cũng chạy bộ nửa tiếng, tuần vừa rồi em cũng chạy bộ nửa tiếng, tháng rồi em cũng chạy bộ nửa tiếng, mà cụ thể trong một tháng đi tập 6 ngày đó nó phải có sự gia tăng khác nhau nhá. Các bạn cứ khái niệm một cách gọi là bao quát mà nó không cụ thể vô như vậy, cái đó là một cái rào cản, một cái bẫy. Nó làm cho bạn cứ nghĩ là bạn đi tập đều và bạn thắc mắc là tại sao bạn tập hoài là bạn không thay đổi. Bạn cũng chạy hoài, người ta cũng chạy như bạn, nhưng mà người ta sẽ thay đổi nhiều hơn ở chỗ là bạn phải ghi chép lại. Khi bạn ghi chép lại, một là bạn có động lực để bạn vượt qua chính bản thân của bạn, chính cái mốc của bạn, chính cái vận tốc, cái tốc độ, cái khoảng đường của bạn và cái thời gian bạn thực hiện cái bài tập đó theo từng ngày, từng tháng, từng tuần, từng tháng và theo từng năm. Nhưng mà nếu bạn không ghi chép lại, bạn sẽ không biết được, và nó sẽ tạo thành một cái quán tính là bạn cứ tới phòng tập để bạn tập, cứ tới phòng tập bạn ôm cảm thấy là ôm ở cái máy chạy bộ, bạn không nhớ được là ở nó khác nhau nha. Khi bạn ghi chép lại, bạn sẽ thấy cái sự khác biệt rất là lớn khi mà bạn tiến bộ từng ngày. Với việc là bạn không ghi chép lại, bạn không ghi chép lại, bạn không biết được là qua hồi tháng trước bạn chạy nó bao nhiêu, hồi tháng này bạn chạy nó bao nhiêu. Tại mục tiêu của bạn khi đến phòng tập kêu đi tập cho khỏe được rồi, sao sao kia, tại sao bạn đi tập giá nào. Tôi cam đoan với bạn là bạn nên tới phòng tập, bạn luôn luôn muốn đẹp hơn. Bạn muốn đẹp hơn mình tới phòng tập là cái gì? Ở nhà ngủ, ăn ngủ cho sướng, đi thẩm mỹ viện cho lẹ, đúng không? Đầu tiên là bạn muốn đẹp hơn, đẹp mà đẹp một cách tự nhiên. Chứ bạn đi hút mỡ, bạn đi hút mỡ sau đó bạn ăn nhiều vô mỡ nó cũng tích lại gì, bác sĩ đâu có can thiệp nổi, hay bạn đi hút lần nữa hả, tốn kém quá. Nhưng mà khi mà bạn bắt đầu bạn tập luyện, bạn xây dựng cho bạn có thói quen tập luyện rồi, thì cái vẻ đẹp đó nó luôn luôn nó duy trì và nó ổn định và bạn luôn luôn sở hữu nó. Như vậy thì ghi lại cái lịch tập đi, mua một cuốn sổ. Tôi không có bán nha, khi nào tôi bán thì tôi thông báo ha. Rồi ghi chép nó lại và gia tăng dần nó lên.
nói một lần nữa nè, ghi chép lại và gia tăng dần lên để biết được cái tuần này mình chạy nó khác tuần trước như thế nào rồi ha. Còn về cái này á, rồi mình sẽ upload trên website nhưng mà cho những hội viên của mình thôi. Cái này không thể free được, cái này nó rất là giá trị để biết ra được, cái này tốn cực kỳ nhiều thời gian luôn. Ok, chúng ta xem lại cái sự so sánh, một tiếp một cái sự so sánh nữa nha. Rồi, đó là giữa bài chạy bộ và các bài nhảy dây. Bây giờ các bạn tốn 5 phút để các bạn chạy bộ với 12. Rồi, tương tự như vậy các bạn tốn 1 phút để bạn nhảy dây liên tục ở đây. Đó. Cùng một thời gian đó là 6 phút chạy bộ. Nó nhiều hơn nhảy dây một xíu nếu mà bạn chạy nhanh. À, cái này là nếu bạn chạy nhanh nha, cái này là chạy nè, tốc độ này là chạy nè. Nhìn nha nha, tốc độ đó là chạy nha. Còn nhảy dây cái này là nhảy dây bền nha, nó khác nha. Còn nếu mà bạn chạy bền ta đi. Đó, ít hơn giờ. Cùng chạy bộ mà tốn nhiều thời gian hơn mà để bằng cái thời gian này chạy tà thì cái quãng đường nó sẽ phải ngắn xuống. Ngắn xuống một xíu. Rồi đó. 3 là 150m á, cỡ 120m đi. Như vậy thì cùng, bạn thấy không, cùng một cái sự chạy bền, cái nhịp độ từ từ luôn luôn nhảy dây nó tốn sức hơn chạy bộ và nó tốn calo hơn chạy bộ. Ok, tại sao nhảy dây tốn calo hơn chạy bộ? Bởi vì một điều đơn giản là khi mà bạn chạy bộ, bạn sẽ có cái quán tính lao về trước. Chính cái quán tính và cái lực đạp này nó hỗ trợ bạn về cái động năng và cái công năng để nó tạo năng lượng, nó đẩy bạn lên về phía trước. Nhưng khi bạn nhảy dây, cái lực bạn là lên xuống tại chỗ. Cái quán tính nó kết hợp với gia tốc 10m trên giây, bạn rơi xuống theo quy tắc vật lý và lực hút của trái đất. Nó không tạo cho bạn cái động năng đủ để bạn đẩy cơ thể bạn ngược lên phía trên nhiều như việc gia tốc. Tại vì khi mà bạn lên xuống nó không có quán tính. Khi bạn rơi xuống, bạn nhúng cái chân, bạn nhảy, nó hoàn toàn lực cho do chân của bạn đẩy lên, chứ không còn là quán tính. Như khi bạn chạy, nó có một cái sự quán tính so với cái trục di chuyển. Khi bạn lao trước nó giống như gì? À, nhà tới trước thì bạn sẽ khó mà bạn dừng lại liền. Không tin bây giờ bạn chạy thì là nhanh thôi, bạn dừng ngay lập tức mà không thể nào dừng được. Đó là quán tính nó sẽ hỗ trợ bạn cái tốc độ và động năng để bạn chuyển động đều. Đó là lý do tại sao mà đi máy bay tốn kém hơn đi xe khách là vậy. Tại khi máy bay bạn phải tránh, bạn phải phản lại được cái lực hút của trái đất, tạo được một cái động năng đủ lớn. Tốc độ rơi của một vật bình quân là 10m trên giây nha. Cái này bạn chịu khó học lại vật lý đi, các bạn sẽ thấy. Còn cái tốc độ mà bạn di chuyển nó không có cái tốc độ rơi. Bạn bám trên mặt đất, bám sát mặt đất để bạn di chuyển, cái tốc độ rơi của bạn rất là ít. Nhưng khi mà bạn nhảy lên, mình rơi xuống, nhảy lên, rơi xuống, đó là lý do tại sao mà trong các phương pháp của mình, những bài tập mà dạng plyometric, những bài tập mà nhảy cao tại chỗ, nó lại cực kỳ mất sức hơn cái bài squat tại chỗ. Đó là cũng một lý do đó ha. Rồi, như vậy thì các bạn nên chạy bộ hay nhảy dây, nên lựa chọn cả hai, có nào tập cái đó. Tới phòng gym thì tập chạy bộ, ở nhà không có điều kiện thì tập nhảy dây đi. Bấm giờ canh phút nha, các bạn đốt rất nhiều calo nha. Các bạn nhảy ở một cái tốc độ đều đi, các bạn nhảy 1 phút thôi. Với cân nặng một người nặng 50kg, các bạn nhảy 1 phút nhảy dây, các bạn hao cả 42 calo chia cho 3 hiệp lặp lại. Và mỗi hiệp nó cỡ tầm 16 á. Nhưng mà nếu các bạn nhảy liên tục 3 phút, rồi các bạn hao 127 calo, rất là nhanh đúng không? Tổng thời gian các bạn có 12 phút tập thôi là các bạn đã hao tới 120 mấy calo rồi. Và nếu các bạn siêng, các bạn nhảy 5 phút liên tục, 1 phút nghỉ giữa các hiệp thôi, các bạn đốt được 200 calo. Như vậy thì nó đi, chỉ cần các bạn mỗi ngày các bạn tập 18 phút thôi, với 3 hiệp nhảy dây, mỗi hiệp 5 phút, các bạn hao 200 calo. Như vậy là đạt được cái mức mà bạn có thể giảm mỡ, giảm cân rồi đó. Tại ví dụ như bạn là nữ, bạn còn mỗi ngày 1.500 calo, bạn là nam, bạn còn mỗi ngày 2.000 calo. Nghĩa là cái mức calo này bạn chỉ ăn, uống, ngủ, nghỉ, làm việc, bạn không làm gì hết, nó cũng tiêu hao nhiêu đó calo rồi. Nhưng mà nếu bạn muốn giảm cân thì bạn phải xài cỡ 1.700 calo một ngày. Nhưng mà bạn chỉ ăn 1.400, 1.500 thôi, nó thiếu đi 300 calo một ngày. Bạn thiếu 7.700 calo thì bạn sẽ giảm được 1 ký, ok. Ví dụ như bình thường mà duy trì một bữa ăn bình thường mỗi giờ muốn ăn của bạn có 1.500 calo đi, còn ăn thì sao 1.500 calo bữa khác tôi nói nha. Hôm nay video này sắp dài quá rồi, thì bạn tập mỗi ngày đều như vậy bạn hao được 200 calo thì sẽ ra vấn đề như thế này là bạn tốn 7.700, bạn chia cho 200 đi ha,
bạn tốn hết 38 ngày bạn sẽ giảm được 1 kg. 38 ngày được 1 kg với điều kiện là bạn tập đều tất cả các ngày nha. Còn nếu bạn tuần bạn tập có 2 buổi, bạn sẽ cảm thấy một điều rất là lâu. Nếu một tuần, cái đó là mình 38 ngày thì bạn sẽ hết khoảng 1 tháng rưỡi thôi. 1 tháng rưỡi hoặc 1 tháng 10 ngày. Nhưng mà nếu một tuần bạn chỉ tập có 2 buổi, mà một tuần bạn tập 2 buổi là 7.700 calo mà bạn chia cho 200 một là được 3 cũng là 38,5 ngày, nhưng mà một tuần bạn chỉ tập 2 buổi đó là chia cho 2, nó sẽ là con số là 19 tuần, một tuần chia cho 4 là 5 tháng. Đó là lý do tại sao mà nếu mà bạn không xin đi tập, bạn tập hoài bạn không có cảm giác bạn giảm ký là gì đó, thì với 5 tháng mà bạn chỉ giảm 1 ký thì cảm giác gần như giảm của bạn gần như là không. Còn có suy ra một điều là muốn giảm ký nhanh thì làm ơn đi tập xiên hơn một chút. Rồi một điều nhắc nhở một điều nữa là cái mức này, ví dụ mình nói cái mức 200 calo, nhiều bạn nó nghĩ là ngày cũng tập nhiêu đó, 5 phút 200 calo. Thực chất là khi mà cái thời điểm mà bạn mới bắt đầu bạn tập liền á, bạn hao 200 calo một ngày á, cơ thể của bạn nó giảm ký hiệu quả, nhưng mà một tháng sau nó bắt đầu nó quen với việc đó, bạn khỏe hơn. Và bạn khỏe hơn, cái vấn đề là khi bạn khỏe hơn bạn sẽ có một cái phản xạ là bạn ăn nhiều hơn. Vậy chưa chắc bạn ăn đúng 1.500 calo, bạn bắt đầu bạn đói hơn, bạn sẽ ăn lên 1.700 calo, bạn cũng tập cũng nhiêu đó, thì nó vẫn là duy trì cái mức 1.700 calo bằng nhau, bạn sẽ không giảm ký nữa. Đó là lý do tại sao nhiều người hỏi mình là em tập quen rồi mà em bắt đầu em không thấy giảm ký gì hết. Tại vì có một phản xạ tự nhiên là khi bạn tập quen rồi bạn mệt hơn, bạn sẽ ăn nhiều hơn. Đó là nhu cầu cần thiết của cơ thể. Thêm nữa, khi bạn tập quen rồi cái mức độ giảm dần của tiêu hao calo của cái bài tập nó sẽ giảm dần, tại vì kỹ thuật của bạn nó sẽ thạo hơn, bạn ít tốn sức hơn trong một cái bài tập đó hơn rất là nhiều. Không tin là mấy bạn mà chưa bao giờ nhảy dây á, kêu người ta nhảy 100 cái đi, người ta mệt phờ luôn. Nhưng mà những người mà quen nhảy dây là bạn nhảy 100 cái bằng không đâu mệt bao nhiêu đâu. Cùng bạn ký với nhau hoặc là chỉnh bản thân bạn, bắt đầu thích nghi bạn sẽ bớt mệt. Như vậy gia tăng cường độ tập luyện thường xuyên, kiểm soát cái chế độ ăn và tránh cái việc là tập quá bền. Tập đều, gia tăng cường độ nước rút, nó sẽ giúp bạn tiêu hao lượng calo lớn đối với hai bài chạy bộ và nhảy dây một cách hiệu quả. À, còn cái cách mình viết như thế nào, viết những cái bài tập như nào nãy giờ video mình viết rất là nhiều rồi. Ok, hết video rồi, hẹn tạm biệt, chào tạm biệt và hẹn gặp lại chứ. Ok.